Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Đúm Laptop. Vâng, những ngày đầu năm 2022 này, mình xin chúc tất cả các bạn một năm mới có nhiều sự thay đổi, thành công và hạnh phúc. Như các bạn đã biết thì chúng ta trải qua năm 2021 này với rất nhiều biến động về dịch bệnh phải không nào? Nhưng những nhà sản xuất laptop vẫn cố gắng cho ra đời rất nhiều dòng máy tốt và hiện đại để phục vụ cho anh em. Và trước mặt mình đây đang là một chiếc máy mà đầu năm 2021 cũng như là giữa năm 2021 cực kỳ hot hit. Và chiếc máy đó không ngoài ai khác, đó chính là chiếc Lenovo Legion 5, một chiếc laptop gaming. Và phiên bản mình đang có ở đây sử dụng con chip AMD Ryzen 5 5600H và với card đồ họa tích hợp GTX 1650, cùng với đó được trang bị một màn hình cực kỳ lớn lên tới 17.3 inch. Và với những thông số mà mình vừa nêu, chiếc Legion 5 này nó còn đáp ứng được công việc và những cái trò giải trí cho các bạn trong năm 2022 này như thế nào thì các bạn hãy cùng mình vào đánh giá chi tiết chiếc Lenovo Legion 5 này các bạn nhé. Nào, các bạn hãy cùng mình điểm qua về thiết kế của chiếc Lenovo Legion 5 này để xem rằng nó khác những phiên bản trước như thế nào các bạn nhé. Cái cảm nhận đầu tiên của mình bằng mắt thường đó là nhìn chiếc máy này nó to hơn. Đương nhiên rồi, với một phiên bản mà 17.3 inch này nó to hơn so với phiên bản 15.6 inch khá nhiều phải không nào? Và mình thấy rằng với cái màu sắc này nó cũng tương đối giống những phiên bản trước, đó là một màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc thì theo mình tìm hiểu đó là màu của sự đổi mới và nó cũng tương đối nhã nhặn và đẹp mắt. Thế nên anh em nào mà thích những cái sự đơn giản thì anh em có thể chọn màu xanh ngọc này. Và nhìn tổng thể của chiếc máy này thì nó cũng không khác quá nhiều so với những phiên bản trước của nó. Mặc dù là một chiếc laptop gaming nhưng nó được thiết kế khá là hiền và đơn giản nhưng mà hiện đại. Thế nên cái đối tượng của nó hướng tới ngoài những game thủ ra thì còn những người mà thích công việc kỹ thuật hay kể cả những bạn làm văn phòng thích một chiếc máy có màn hình to, cấu hình mạnh thì chiếc Legion 5 này nó cũng đáp ứng được cho các bạn. Các bạn có thể thấy rằng mặt A với một màu sơn xanh ngọc như thế này nó cũng tương đối bám vân tay các bạn nhé. Và với logo Legion 5 được nhà sản xuất thiết kế ở bên góc trên của phần mặt A này, nó không như những máy khác được thiết kế chính giữa đúng không ạ? Và các bạn có thể để ý một chút, nó hầu như được phủ một lớp ngọc trai, thế nên là ánh sáng chiếu vào nó rất óng ánh và rất huyền bí, và mình thấy rất thích cái logo của chiếc Legion 5 này. Và các bạn có thể thấy mặt A của chiếc máy nó tương đối là to, và với các bạn có nhìn kỹ này thì nó hơi được bo xuống một chút, khác với những phiên bản trước là được thiết kế phẳng vuông các bạn nhé. Nhìn kỹ là hơi bo một chút và mình cảm thấy rằng cái phần mặt A này nó hơi dày một chút, nó có thể khoảng hơn 1 ly so với cả những phiên bản 15.6 inch vì nó to như thế này, 17.3 inch mà các bạn. Và chúng ta hãy điểm qua một chút về cái cân nặng của chiếc máy này. Với một cái màn hình 17.3 inch này thì nó cho cân nặng của chúng ta là 2,3 kg. Với một chiếc laptop gaming mà 2,3 kg thì mình thấy rằng nó cũng vừa phải, không quá nặng so với những chiếc laptop gaming cồng kềnh khác. Chúng ta điểm qua về cái nguyên liệu của chiếc máy được làm bằng nguyên liệu bằng nhựa các bạn nhé. Nhưng các bạn yên tâm rằng những dòng máy hiện đại hiện nay thì với chất liệu nhựa đa số là bền bỉ cũng như là dẻo dai thì nó tạo nên cho chiếc máy của chúng ta một cái build tương đối là chắc chắn, thì các bạn cũng không phải lo lắng quá nhiều về chất liệu nhựa như thế này. Một đặc điểm mà mình muốn giới thiệu cho các bạn nữa đó là về cái phần bản lề này. Như những chiếc máy khác thì được đẩy sát với cả gáy của cạnh trên của máy, nhưng với chiếc Legion 5 này thì được đẩy về phía lùi xuống một chút về phần mặt C để tạo cho một khoảng trống và một thanh trống như thế này, nhìn cũng tương đối là rộng và thoải mái. Lý do là vì chắc nhà sản xuất muốn đẩy hết những cổng kết nối ra đằng sau này để các bạn có thể sử dụng một cách thoải mái hơn so với để cổng kết nối ở hai bên như thế này. Và chúng ta biết ngay, nhìn thấy ngay ở những cạnh của máy thì với những độ tản nhiệt và một số cổng kết nối nữa. Đây, các bạn nhìn thấy với những độ tản nhiệt cổng kết nối và ở cạnh gáy của máy thì gồm rất là nhiều cổng kết nối cùng với cả hai lỗ tản nhiệt như thế này các bạn này. Chúng ta đi cùng mặt D của máy. Mặt D của máy thì điểm nổi trội của chiếc Legion 5 này vẫn là một cái điểm mà mình thấy rằng những lỗ tổ ong để lưu thông không khí mát vào. Nó
thứ nhất là nó đẹp mắt chúng ta, thứ hai là với rất nhiều lỗ như thế này thì cái khả năng lưu không khí mát vào sẽ cực kỳ tốt. Và với những đũng cao su cao như này thì tránh xước cũng như là lấy không khí vào mát mẻ hơn, hay giải loa ở hai bên các bạn nhé. Chúng ta đi điểm qua một chút về những cổng kết nối. Mình nói ở phần trên thì những cổng kết nối đã đẩy hết ra phía kháy rồi, nhưng ở cạnh của máy thì nhà xuất vẫn thiết kế cho nó một số cổng, ví dụ như ở bên cạnh trái của máy thì là một cổng USB Type-C này và một cổng jack tai nghe này, cùng với đó là khe tản nhiệt các bạn nhé. Bên cạnh đối diện thì cũng là một khe tản nhiệt và một cổng tai A cũng như một thẻ SD. Thẻ SD này các bạn nào mà chụp ảnh muốn lưu trữ ảnh vào trong máy tính thì cực kỳ dễ dàng. Những cổng kết nối ở phần sau gáy thì gồm có những gì? Đó, một cổng mạng LAN cho các bạn nhé, một cổng Type-C, hai cổng tai A, một cổng HDMI và một thêm một cổng tai A nữa. Và đây là nút nguồn, jack nguồn các bạn nhé, cùng với hai khe tản nhiệt. Vâng, với bốn khe tản nhiệt được chia đều ở gáy và hai cạnh của máy này thì mình nghĩ rằng cái hệ thống tản nhiệt của chiếc Legion 5 này hoạt động sẽ cực kỳ tốt. Và chiếc máy với cái thiết kế nó đơn giản và nó hiện đại như thế này, nó sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho những bạn nào thích những dòng máy hệ gaming mà không quá hầm gỗ. Chúng ta hãy đi cùng đánh giá ngay đến phần cấu hình của chiếc máy này các bạn nhé. Như mình nói ở trên thì phiên bản của chiếc Legion 5 mình đang có đây sử dụng con chip AMD Ryzen 5 5600H cùng với RAM 8GB SSD 256GB và sử dụng con cảm GTX 1650. Vâng, với con chip AMD Ryzen 5 5600H với 6 x 12 luồng và xung nhịp cho nó từ 3.3 cho đến 4.2GHz thì nó cho chúng ta một cái hiệu năng ổn định, cộng với RAM 8GB DDR4 bớt 3200. Với RAM 8GB này nó sẽ có sẵn một slot RAM trong máy cho các bạn nhé. Nếu các bạn theo dõi kỹ cái video đập hộp của Đúng Laptop số trước ấy thì các bạn sẽ thấy ngay. Và với một slot RAM có sẵn này, các bạn có thể nâng cấp lên để chạy đua channel. Vâng, khi chạy đua channel thì cái xử lý đa nhiệm của bạn sẽ tốt hơn. Khi các bạn chiến những tựa game hay là làm những công việc thì nó sẽ mượt mà hơn rất nhiều. Còn với SSD là 256GB chuẩn NVMe. Vâng, với chuẩn NVMe này thì các bạn có thể thoải mái nâng cấp nhé, để các bạn có thể lưu trữ dữ liệu được nhiều hơn, hay các bạn có thể copy những tựa game nhiều nhất có thể, và nó sẽ có tăng cái độ nhanh cho các bạn cho với những cái tab phụ mà các bạn bật lên các bạn nhé. Và với con cạc NVIDIA GTX 1650, vâng, với con cạc này thì mình nghe thông số nó không được cao cho lắm đúng không ạ? Thế nhưng mình đã trải nghiệm rồi trên những trò chơi giải trí, nhưng những cái tựa game như Airbot hiện nay thì không nói làm gì đúng không ạ? Nó chiến cực kỳ tốt, nó có thể đá được thêm những tựa game nặng hơn, kể cả những tựa game như Hitman 3 hay là The Witcher hay là kể cả PUBG thì chăng nữa thì nó vẫn có thể chiến được tốt cho các bạn. Và ngoài ra nó còn đáp ứng được cả những công việc kỹ thuật, nếu các bạn nào thích những công việc như chỉnh sửa ảnh hay các bạn nào mà liên quan đến AutoCAD hay là render những video trung bình thôi thì chiếc máy này nó vẫn có thể đáp ứng được cho các bạn. Và để kỹ càng hơn thì các bạn hãy đợi Đúng Laptop ra một số chuyên biệt về trải nghiệm game cũng như là trải nghiệm những công việc nó làm trên chiếc máy này để xem rằng chiếc máy cho ra những thông số như thế nào các bạn nhé. Và người thực hiện cái video này đó là đạo diễn kiêm reviewer cũng như là một game thủ của Đúng Laptop, đó là Quốc Ly. Vâng, các bạn cũng không quá xa lạ với cả anh trong những video trải nghiệm trước của Đúng Laptop phải không nào? Vâng, với cái tất cả những cái thông số mà mình vừa nêu lên cho các bạn thì nó là một cái thông số so với những chiếc máy khác thì nó ở mức trung bình thôi, nhưng với một cái phân khúc dòng laptop gaming và với những cái giá tiền nó cũng vừa phải thì mình nghĩ rằng ở dịp cuối năm này nó cũng sẽ là một lựa chọn tốt cho các bạn trên chiếc Legion 5 này các bạn nhé. Vâng, khi mở máy ra thì mình ấn tượng ngay với một chiếc màn hình cực kỳ to trên chiếc Legion 5 này. Nhà sản xuất đã trang bị cho nó một màn hình lên tới 17.3 inch với độ phân giải là Full HD với tấm nền IPS, cùng với đó độ sáng của nó lên tới 300 nit các bạn nhé, và độ phủ màu lên tới 90% sRGB. Vâng, với một màn hình to lên tới 17.3 inch này thì nó cho chúng ta cái góc nhìn cũng như cái sự trải nghiệm về công việc hay là sự giải trí trên những tựa game nó sẽ to rõ ràng hơn, cùng với đó là một cái hình ảnh sắc nét rõ ràng mà với tấm nền IPS mang lại cho chúng ta. Và nếu các bạn giải trí những cái tựa game trên những dòng laptop trước mà 15.6 inch ấy, thì khi các bạn giải trí trên chiếc
màn hình 17.3 inch này, các bạn sẽ thấy ngay cái sự khác biệt của nó về cái sự to rõ ràng của hình ảnh. Các bạn hãy cùng mình trải nghiệm chiếc Legion 5 với phiên bản 17.3 inch này các bạn nhé. Ở cạnh trên của chiếc máy thì vẫn là cụm camera 720p có nút tất cả vật lý tiện lợi cho các bạn. Và ở phần dưới ngay sát cái phần màn hình này thì chúng ta có thể thấy cặp bản lề. Vâng, với một cặp bản lề mà đỡ một màn hình nó 17.3 inch như thế này thì nhà sản xuất trang bị cho nó một bản lề mình thấy rằng tương đối chắc chắn, nhưng các bạn cũng rất là khó mở một tay nhá. Các bạn mở bằng hai tay. Và các bạn vẫn nhớ rằng với một màn hình 17.3 inch to như này thì các bạn vẫn phải cầm chính giữa này nhá. Nên các bạn mà mở các cạnh của màn hình như này thì rất dễ bị ảnh hưởng đến màn hình. Và cái cặp bản lề như thế này thì mình cảm thấy rằng nó khá chắc chắn, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của bản lề. Lùi xuống một chút phần bản lề, đó là về phần bàn phím. Các bạn nhìn có thể nhìn thấy ngay về phần bàn phím. Như mình vẫn nói ở những video trước là mình rất thích những bàn phím của những dòng máy Lenovo. Các bạn có thể nhìn thấy rằng thiết kế phím của nó được bo tròn, bo cong, cong ở phần dưới một chút và nó lõm ở phần giữa của những chiếc phím. Nó bám, nó làm cho chúng ta bám những cái đầu ngón tay cực kỳ dễ dàng khi chúng ta ấn phím, và nhìn layout cũng rất đẹp mắt, đúng không ạ? Quan trọng rằng cái độ nảy cũng như là độ phản hồi của những dòng phím của những nhà sản xuất Lenovo này cực kỳ tốt, nên mình rất thích những bàn phím của nhà sản xuất Lenovo trên chiếc Legion 5 này. Và với đèn nền sáng thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng các bạn nhé. Và lui xuống một chút thì các bạn có thể nhìn thấy ngay phần touchpad. Với touchpad này thì mình nhìn thấy tổng thể của nó so với cái touchpad này thì mình thấy rằng nó hơi nhỏ so với cả mặt C to như thế này của chiếc Legion 5 này. Nhưng cũng đúng thôi, chắc là sản xuất có dụng ý rằng các game thủ mà muốn chơi game thì đa số là phải có một con chuột xịn sò ở ngoài, đúng không ạ? Nên touchpad này chúng ta có thể sử dụng để làm việc thôi. Và mình thấy rằng touchpad này cũng khá mượt mà, tuy nó diện tích nó hơi nhỏ một chút nhưng mà nó mượt mà, và khi mình kích vào các điểm thì cũng tương đối là chính xác. Vâng, với bàn phím và touchpad này thì chúng ta không có nhiều điều để nói quá nhiều, và chúng ta hãy trải nghiệm ngay đến cái phần loa của máy các bạn nhé. Vâng, với hai giải loa nhỏ nhắn như thế này, nhưng trong những ngày qua mình trải nghiệm trên những tựa game cũng như là việc giải trí thì nó cho cái mức độ âm thanh to rõ ràng, nên là khi chúng ta chơi game thì mình có thể nghe những cái tiếng âm thanh nó vang dội, cũng như là trải nghiệm trên những bộ phim hay những bài hát thì nó khá là rõ ràng. Vâng, để chạy trên một cái cấu hình và một con máy có trọng lượng khá lớn như này thì nhà sản xuất trang bị cho nó một cục pin là 4 cell với 80W. Thì những cái ngày qua mình đã thử rồi thì nó cho khoảng từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng chúng ta chơi game như các bạn biết rồi thì chúng ta phải cắm thêm sạc vào để nó tăng phần hiệu năng cho máy lên tối đa các bạn nhé. Thế nên là về vấn đề về pin thì 4-5 tiếng trên một chiếc laptop của mình nghĩ là cũng là khá là ổn. Vâng, vừa rồi là mình vừa điểm lại cho các bạn về thiết kế cũng như là cấu hình của chiếc Legion 5 này. Một chiếc máy mà mình cực kỳ ấn tượng với khả năng nâng cấp của nó. Nó có 2 slot RAM để các bạn có thể nâng cấp. Nó có 2 slot chuẩn NVMe để các bạn có thể nâng cấp ổ SSD. Và đặc biệt rằng nó còn có một sẵn một slot để các bạn có thể nâng cấp ổ HDD các bạn nhé. Để tiết kiệm được số tiền các bạn có thể bỏ ra nâng cấp ổ HDD so với ổ SSD, phải không nào? Và đặc biệt rằng nó cũng có một màn hình mà 17.3 inch nữa, chỉ nó làm cho các bạn cái không gian làm việc và cái không gian giải trí nó sẽ to rộng hơn, cùng với là một ở nó đang có một mức giá là chỉ có từ 22 đến 24 triệu đồng thôi. Thì mình nghĩ rằng với một chiếc máy với khả năng nâng cấp với màn hình 17.3 inch cùng với mức giá tiền nó hợp lý như này thì mình nghĩ trong năm 2022 này nó sẽ còn rất nhiều điều để chúng ta khai thác. Còn theo các bạn có sẵn sàng bỏ mức tiền đó để sở hữu chiếc máy mà còn rất nhiều điểm khai thác trong năm 2022 này không? Các bạn hãy đến trực tiếp đúng laptop để được trải nghiệm trên chiếc Legion 5 này các bạn nhé. Các bạn còn câu hỏi nào thì các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage của đúng laptop để anh em có thể giải đáp kỹ càng hơn. Và bây giờ, xin chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo của đúng laptop. Xin chào.